Bác nhìn sang bên phải đi. Nhìn mắt sang bên phải. Trái. Cho bà bác nhìn mắt sang bên phải. Nhìn sang bên trái. Bệnh nhân này bị liệt danh thứ 6 bên trái, cho nên là mắt không thể đưa hết được sang bên bên ngoài đuôi mắt. Mấy vị này lâu chưa? Tháng 5, 6 ngày đó. À, hôm nay là 16 tháng 12 2020. Tôi theo dõi bệnh nhân này, tiếp nhận để sau bao giờ bệnh nhân khỏi thì ghép video lại với nhau. Nhà bác ở đâu đi? Nghệ An Để rồi chỗ nào Nghệ An bác? cái con giáp Nghệ An Ừ, cố Quỳnh gắng Lưu. lên bác nhé. Chúng ta sẽ châm những huyệt xung quanh mắt hơi khó chịu một tí nhé. Vâng. À.